Xin kính chào toàn thể các quý hàng đã đến với video mới nhất của Sở Vụ Đẹp Hướng Hương Giá Tận Gốc các bác ạ. Và trong video ngày hôm nay, cơ sở Sở Vụ Minh Hướng lại tiếp đón một đoàn khách từ Việt Trì, Phú Thọ đã vượt tận 200 cây số để về tận cơ sở 1 và cơ sở 2 có địa chỉ số nhà 66 đường sắt La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định tại cơ sở Sở Vụ Đẹp Hướng Hương để chốt một con sập ngũ phúc kim tiền mài cài thọ được làm hoàn toàn trên nền chất liệu là gỗ gụ Lào chuẩn chỉnh 100% các bác ạ. Và cơ sở sở gụ bên em rất chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm, yêu thích và ủng hộ những mẫu mã sản phẩm sở gụ Lào thủ công cao cấp khi nó đang ở phần thô nguyên mộc của bản gỗ các bác ạ. Và các bác có nhu cầu thì hãy đến trực tiếp hai cơ sở bên em tại số nhà 66 đường sắt và khu công nghiệp 1 La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên Định để xem, tham khảo và chốt được những mẫu mã sản phẩm sập gỗ Lào thủ công cực kỳ đẹp, cực kỳ là đẳng cấp tại bên cơ sở bên em ạ. Và bên cơ sở bên em tại hai cơ sở luôn sẵn rất nhiều các mẫu mã sản phẩm sập gỗ Lào khác nhau. Và hai cơ sở bên em hiện tại sẵn 50 đến 60 bộ sập gỗ Lào đa dạng mẫu mã kích thước, từ như mẫu sập trơn, sập chạm, sập đục hay sập khảm, bên cơ sở bên em đều sẵn có. Và bên cơ sở bên em bao giá rẻ nhất trên thị trường cho mọi người. Và giá thành rẻ đi đôi với chất lượng tuyệt đối, đảm bảo nhất đến tay người tiêu dùng các bác ạ. Các bác còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ kết nối ngay với em qua số hotline 0989 924 345 để được em Hương trực tiếp tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn nhé. Và như mẫu sập gụ ngũ phúc kim tiền mài cài thọ này đang được cơ sở bên em xuất ra với mức giá tài chính là 27 triệu đồng cho kích thước 1m80 x 2m20, kích thước đại, mặt khuôn 10 ván 3 phân, chân vuông 24 phân, dạ cổ liền dày 10 phân các bác ạ. Ngoài ra bên cơ sở bên em có sẵn hàng dạ 12 phân, chân 26 phân và dạ 14 phân, chân 28 phân. Giá dao động từ 29 đến 32 triệu đồng các bác ạ. Tiếp đến là những mẫu sập trơn đang được cơ sở bên em xuất ra với mức giá tài chính là 26 triệu đồng cho kích thước đại 1m8, 2m2, cũng là quây tam diện, cổ liền, dạ liền khối 10 phân, chân vuông 24 và mặt khuôn 10 ván 3 phân các bác ạ. Bên cơ sở bên em sẵn rất nhiều các mẫu mã sập đục chạm, sập ngũ phúc kim tiền, sập ba bông chân quỳ hay như mẫu sập đục tay, như mẫu thập điểu quần mai đang được cơ sở bên em chạm khắc thủ công bằng tay, cực kỳ là kênh bông, siêu sắc nét luôn đấy các bác ạ. Và các bác quan tâm thì hãy liên hệ kết nối ngay với em để được em Hương trực tiếp tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn các bác nhé.